vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Đúng rồi. Chỉ có ta, ta mới thống nhất được giang hồ thôi. Hay quá. Bảo ơi, tới giờ rước vợ con rồi, sao ngồi đó chơi game hoài vậy? Mẫu thân ồn ào quá, đi ra ngoài. Cái thằng này, mày đúng là cái đồ bất hiếu, cái đồ bất dạy chứ. Kiếm xin. Mẫu thân đâu mày, sao mày luôn. Ôi, trời ơi, cái thằng này. Nghe lời bạn bè rủ rê, lôi kéo, Bảo hiện tại đang thất nghiệp, bắt đầu nghiện game trong vài tháng trở lại đây. Ban đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó Bảo bắt đầu dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho game. Và từ đó lơi lỏng với trách nhiệm với người vợ trẻ vừa mới cưới và cuộc sống hàng ngày. Ôi, đang chơi là không điểm tiếp nó gọi, là mất hứng. Tiếp đi. Còn chú ảnh đâu có vậy đâu. Dạo này mê game bất chấp dữ vậy trời. Linh. Ủa anh Nhân. Ủa chồng em bạn đi làm chưa đến đón em hả? Làm gì đâu anh ơi, anh nghỉ việc công ty cũ 3 tháng nay rồi. Ủa nghỉ việc công ty sao không đón vợ ta? Nhưng mà em gọi hoài không có bắt máy. Thôi vậy thôi, sẵn tiện đường anh về nhà nè, leo lên xe anh chở anh về. Nhưng mà... Nhưng vậy gì? Ê, đừng có nói với anh á là chồng em mê cô nào khác bỏ rơi em nha. Đúng là chồng em có cô khác bỏ rơi em rồi anh ơi. Cái gì? Thiệt hả? Trên đời này có ai xinh đẹp dễ thương mà em đó bé Linh? Không lẽ chồng em nó bị đuôi hay sao bỏ em? Cô game online đó anh, dạo này anh mê game bất chấp luôn. À trời, chết rồi. Cái điều này mê game là không xong đâu. Mê game là có ngày mất vợ thiệt đó. Kẹo em hoài, ai đâu mà thèm hút em. Em cứ vậy hoài, nhiều khi á có người để ý em mà không thấy đó. Nè, anh với em là quá khứ rồi đó nha. Giờ em đã có gia đình tử tế rồi. Thôi, anh giỡn với em thôi. Anh với em á, dù sao cũng là tri kỷ bạn tốt mà. Thôi, lên xe đi anh chở vậy. Thôi, anh để em ở đây đi. Anh tự vô nhà được rồi. Em á, dạo này anh thấy em á phờ phạc lắm. Bộ suy nghĩ nhiều lắm hả? Dạ không. Nhớ ăn uống đầy đủ. Có chuyện gì á thì gọi cho anh biết. Dạ thôi em vô trước nha. Ừ. Dạ thưa bác con về. Dạ thưa mẹ con mới về. Con gọi cho anh Bảo hoài mà anh không khóc mắt máy luôn á mẹ. May mà có anh Nhân, ông quá giang xin ảnh về. Dạ thôi con vô trước nha mẹ. Sao vậy? Sao vậy? Chắc là chơi game
em quá sốt nên bị ngất đó mẹ. Tối qua giờ nó ngủ miếng nào đâu. Thằng gì mày nấu cơm để cho nó dưới á, nó có ăn miếng nào đâu. Mẹ, gọi em có tí taxi đi. Bảo Tần có một cuộc sống hạnh phúc với Linh, người vợ hiền lành, xinh đẹp. Nhưng có những lúc Bảo chỉ vùi đầu vào game, dẫn đến suy nhược cơ thể, sức khỏe, đặc biệt là thần kinh của Bảo ngày càng xấu đi. Anh Bảo, xuống ăn cơm. Anh Bảo. Thôi con, xuống ăn cơm trước đi, kệ nó, từ nó xuống. Hồi trước ảnh đâu có vậy đâu mẹ, bây giờ suốt ngày chỉ có game game, không biết tới vợ con gì hết. Mày nói giùm ảnh giúp con đi mẹ. Con chứ, là bà ưng á, bốn bố tao tập trung á, thì đừng có làm thêm. Tao nói không đúng sao mày liếc tao, cái mặt mày á, ảnh tay. Anh nói cái gì? Tao nói mày á, ảnh tay, đúng vậy hả? Thôi mà, anh vừa vừa phải thôi nghe không? Đúng rồi, 2 tháng này làm được cái gì cho nhà này? Con, mày muốn làm việc mày không? Hả? Tụi nó tụi mày im đi chưa? Mới xuống ăn cơm không? Anh muốn làm cái gì cũng được, phá nát cái nhà luôn cũng được. Đỡ cái gì? Con ngon đứng ở đây nè. Con, cái gì cũng vừa vừa phải thôi. Già néo đứt dây. Mày tối ngày chỉ lo game game không à, không lo làm ăn. Nè có vợ mà không lo giữ á, mất vợ đó. Nghiện chơi game dễ bị rối loạn tâm sinh lý, một phần do hưng phấn hoặc tiêu cực quá mức khi chơi game. Bảo bị cuốn vào thế giới ảo, biến Bảo thành một con người hoàn toàn khác, quên người mẹ, người vợ hiền và cuộc sống gia đình. Và cũng chính vì mê game mà cuộc sống vợ chồng của Bảo bắt đầu có những rạn nứt. Ừ, Nhân hả? Cái chuyện bữa tao bàn với mày á, mày giúp tao nha. Suốt ngày chỉ có game 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 thôi. Nè, thay đồ vô đi. Là sao? Đi xin việc làm với tôi. Chứ không lẽ chơi game hoài á, cho mấy người chửi tôi hả? Mừng quý phu nhân và thằng bạn đến tệ xã. Sư huynh, hôm nay sư đệ qua đây á là cái chuyện mình đã bàn trước đó sư huynh. Sư huynh giúp đệ nha. Đệ yên tâm đi. Hôm bữa anh có nghe em nói á là thằng Bảo thất nghiệp mấy tháng nay, nên anh gọi điện cho nó, anh kêu qua trong xe với quán xiến phụ với quán giùm anh nè. À, ra là vậy. Em cảm ơn anh Nhân trước nha. Nhưng mà trời ơi, em yên tâm đi. Mấy cái việc tay chân này á anh làm quen rồi. Chỉ cần sư huynh gót ngân lượng nước cho sư đệ để sư đệ mua trang thiết bị để tăng cái level. Sư đệ yên tâm, đây mà làm tốt á, huynh trọng thưởng gấp đôi. Sư huynh, thôi đi vô. Nè, anh sao vậy? Sao lại xin một quán anh Nhân làm? Em mắc cười quá, miễn là tới tháng có ngân lượng được rồi. Mà em không nhớ là anh Nhân á, đám cưới mình á, nó còn làm ghế phụ nữa. Em nhớ hả? Nhưng mà anh cũng biết anh Nhân với em, chứ này là gì mà? Thì đó là người yêu cũ của em, là bạn thân của anh. Sau đám cưới của mình á, mối quan hệ càng thân thiết hơn nữa. Chuyện của anh đâu khi mà làm thêm cho người yêu cũ của vợ mình. Trời ơi, em ơi, thời buổi này mà còn sĩ diện cái gì nữa. Bạn bè thân giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, những lúc anh cài game á, anh còn nhờ nó chở em về nữa. À, thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng trùng hợp leo lên xe ảnh ngồi. Anh đúng là chuồn thiệt. Đang chơi nửa chừng á mà hết năng lượng. Bảo bắt đầu rơi vào trạng thái không phân định được thế giới ảo và thật, và dần dần mất kiểm soát hành vi, cảm xúc ở cuộc sống thật. Bảo luôn cảm thấy mình là một game thủ vô địch. Cuộc sống của Bảo chỉ còn game và tao game. Tao cần năng lượng, đưa cho tao một ít năng lượng. Anh bị khùng hả? Anh chơi riết, anh bị nhập hả? Đứng dậy đó, đưa năng lượng cho tao. Anh đừng có chơi game nữa được không? Mày lú lẫn quá rồi đó. Tao cần năng lượng để mua trang thiết bị vũ khí. Anh bị điên rồi. Cầm cái chiến đấu, cầm cái chiến thắng. Nửa tay em nữa. Nói gì? Nói gì? Nói gì vậy hả? Mày dạy đời tao nữa hả? Cơm mày ngươi làm cái cách gì chứ? Đi chứ? Dạ, em nghe đại ca. Đại ca có năng lượng không? Tiếp tế em một ít rồi. Dạ. Liêu hồn cho tao nghe.
Bữa giờ anh Bảo có quen với anh làm không anh Nhân? Ông đi đâu 3-4 ngày nay mà ông thấy về nhà luôn á. Bảo xin nghỉ 3 ngày và ứng lương đi Vũng Tàu để apply và cái trao đổi gì trong game đó. Anh cũng không rành nữa. Bộ Bảo không nói cho em nghe sao? Anh đâu có nói em nghe cái gì đâu. Thằng kỳ vậy ta. Thôi đi trong ngồi nói chuyện em. Em thấy ảnh càng ngày càng khác lạ đó anh. Thật sự á, thì chỗ bạn bè với nhau á, thấy nó thất nghiệp anh cũng tội, nó mới đưa về đây làm. Mà ngày á, anh càng thấy nó công việc nó sao lãng gì đâu á. Qua chỗ anh làm em đã ngại rồi, đã vậy còn không biết cố gắng nữa. Có gì đâu mà ngại, chỗ anh với em cũng thân thiết nhau quá rồi. Nhưng mà tính anh nào ra đó, làm việc là phải chăm chỉ siêng năng. Em xin lỗi anh Nhân trước nha, chắc em phải về nói chuyện lại với ổng quá. Mà nè, anh thấy thằng Bảo á, dạo này nó không ổn lắm nha. Nếu mà được á, ngoài cái việc em nói chuyện cho nó nghe á, em nên đưa đi khám bệnh đi. Chứ anh tìm hiểu trên báo á, nó mà nghiện game nặng như vậy á, có ngày bị thần kinh nha em. Dạ. Không có được. Nghĩ sao mà đưa nó đi bệnh viện tâm thần khám chứ. Con tao đẻ ra tao biết, nó tỉnh táo đàng hoàng mà. Mà tại sao mày đưa nó vào bệnh viện tâm thần khám? Mày bình tĩnh nghe con giải thích. Không phải ai vào bệnh viện tâm thần cũng đều bị tâm thần đâu mẹ. Bà nói không là không. Trước sự phản ứng của bà Bảy mà Linh không thể đưa Bảo đi chữa trị, càng ngày lý trí của Bảo càng thay đổi khó lường. Đúng ảnh hưởng đến khách tại quán của Nhân. Bạn băng của đứng lại cho ta. Thích khách từ đâu đến đây mà gây nhiễu loạn hả? Tôi là khách tới đây nhậu. Khách hả? Ta sẽ thay trời hành đạo của mã văn chi. Từ từ nói nhậu. Làm cái gì nhậu? Khùng hả? Khách mà. Dạ anh ơi, em xin lỗi nha. Đây là nhân viên mới bên em, có gì em dạy lại. Anh thông cảm nha. Xem như chầu nhậu này mời anh nha. Thôi không dám đâu, mai mốt tôi không dám tới đây nữa đâu. Dạ xin lỗi anh nhiều nha. Bảo điên hả? Trời đất ơi đại ca, có biết bao nhiêu là bủ bối thần kỳ, em mới gom lại á, em mới ra trận được, em mới chiến thắng. Chơi game giết bình hiểm rồi đó. Trời ơi. Cái gì? Đúng rồi. Bảo, mày làm cái gì trong đó mà cứ đùng đùng với rầm rầm hoài vậy Bảo? Nghe qua. Đúng rồi. Trời ơi, có người ta tầng tuổi mày á, là có công ăn chuyện làm hẳn hồi. Còn mày á, tối ngày cứ dán mặt vô cái máy hoài. Tao nói mày á, làm gãi tay trâu vậy đó. Mày coi chừng á, Linh nó chán nó bỏ mày đó, mày biết không? Nói cái gì? Ô Linh nó bỏ tôi hả? Nói cái gì? Nói lại coi. Mày có buông ra được chưa? Có một lần á, Linh nó bàn với tao á, là đưa mày vô bệnh viện tâm thần á. Nhà nước điên lắm mày biết chưa? Tao nghe nói là tao hiểu rồi. Tống cổ mày vào đó để nó dễ dàng cặp bồi với thằng Nhân. Trời ơi, mày có biết gì đâu. Tao thấy nè, Nhân chở nó đi về nè, mặt mày nó hớn hở lắm, giống như là nó từ đâu ra vậy đó. Thôi anh để em ở đây đi, em tự đi nhà được rồi. Nhớ uống đầy đủ, có chuyện gì á thì gọi cho anh biết. Dạ thôi em vô trước nha. Dạ thưa bác con về. Dạ thưa mẹ, con mới về. Con gọi cho anh Bảo hoài mà anh không khóc bắt máy luôn á mẹ. May mà có anh Nhân, con quá gian xin ảnh về. Nhanh đi muội, đứng lại cho ta. Giúp đi. Dạ thu chấp phủ. Tôi sẽ đi xử với đôi câu nhân thượng này. Xin lỗi em về việc mà cho Bảo nghỉ làm nha. Chứ thật sự á, tình trạng như vậy á, Bảo mà còn làm việc ở quán anh á, là mai mốt khách còn gì hết. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ chồng em trong thời gian vừa qua. Nghĩa gì. Anh có thằng bạn là bên dược, nó có cho anh vài loại thuốc bổ. Thuốc mẹ tốt với thần kinh lắm. Em về cho thằng Bảo uống rồi khuyên nó đi khám nha. Em cảm ơn anh Nhân nhiều nha. Hy vọng sau cái chuyện này mẹ chồng em sẽ hiểu rõ hơn. Tiền muội, trong đây là lọ thuốc độc, muội có đem về từ từ cho hắn uống.
bảo đảm chúng ta sẽ tiêu diệt được hắn. Tao nói là đúng sao mày biết tao? Cái mặt mày á, hẳn tay. Anh nói cái gì? Tao nói mày á, hẳn tay. Đúng gì hả? Thôi mà, anh vừa vừa phải tao nghe không? Thử coi, hai tháng này làm được cái gì cho nhà này? Bức này không biết ghen thôi. Ngon, mày muốn làm việc mày không? Hả? Tao nói tụi mày im đi chưa? Mới xuống ăn cơm không? Anh muốn làm cái gì cũng được, phá nát cái nhà luôn cũng được. Nói cái gì? Có ngon biến ở đây nè. Đưa năng lượng cho tao. Anh đừng có chơi game nữa được không? Mày lú lẫn quá rồi đó. Tao cần năng lượng để mua trang thiết bị vũ khí. Anh bị điên rồi. Cầm cái chiến đấu, cầm cái chiến thắng. Nửa tay em nữa. Nói gì? Nói gì? Nói gì vậy hả? Mày dạy đời tao đó hả? Cơm mày như là thằng cái chết gì chứ? Đi chứ? Em đừng cẩn thận nha. Nè, nó gian thu gian phụ. Hôm nay á, anh cho tay trời hành đạo. Bảo, điên nữa hả? Bảo. Anh Bảo, anh làm cái gì vậy hả? Ê, không có đâu. Bảo, không có. Bảo, 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 điên quá. Đứng lại Bảo. Gian phu. Bảo, mày, bảo, mày, mày, giang phụ, giang phụ là phải chết. Tại chiến thắng, tại chiến thắng. Nhìn đi. Tại Việt Nam đã có nhiều trường hợp vi phạm pháp luật bị mắc các chứng rối loạn tinh thần xuất phát từ việc nghiện game như Bảo. Tòa án nhân dân thành phố cũng đã tuyên phạt Bảo 7 năm 9 tháng 9 ngày về tội giết người. Không có được. Nghĩ sao mà đưa nó đi bệnh viện tâm thần khám chứ? Con tao đẻ ra tao biết nó tỉnh táo đàng hoàng mà. Mà tại sao mày đưa nó vào bệnh viện tâm thần khám? Lẽ ra khi nghe Linh nói về việc đưa Bảo đi khám bệnh và có hướng chữa trị thì bà Bảy phải nhận định và hiểu. Đồng thời cùng Linh khuyên răn Bảo. Đằng này bà lại nhu nhược khi không chấp nhận Bảo đang bị ảo giác giữa game và cuộc sống. Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con giải thích. Không phải ai vào bệnh viện tâm thần cũng đều bị tâm thần đâu mẹ. Anh Bảo là do chơi game quá mức ít nhiều cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ và ảo giác. Nếu mà thực sự như vậy á thì mình phải khuyên nó bớt chơi game lại đi rồi đem nó đi bệnh viện mà khám, chứ không thôi nó điên thiệt đó. Tao nói mày á, làm gãi tay sâu vậy đó. Mày coi chừng á, Linh nó chán nó bỏ mày đó, mày biết không? Nói cái gì? Ông Linh nó bỏ tôi hả? Nói cái gì? Nói lại coi. Mày có buông ra chưa chứ? Thay vì để cho game chi phối toàn bộ tâm trí và cuộc sống của mình thì Bảo cần phải biết cân nhắc, làm chủ bản thân. Chưa hết, chính mẹ của Bảo đôi khi phải nhận định được sự việc đúng sai mà nói với Bảo. Tránh những đả kích, một người tinh thần đa ức chế như Bảo sẽ gây mâu thuẫn xung đột không đáng có và sẽ để lại một hậu quả khôn lường. Đâu ra vậy đó? Tôi sẽ đi xử đơn sâu đơn thưởng này. Mày nói cái gì? Con Linh chú bỏ con hả? Mày nói lại coi. Con từ từ, bình tĩnh nghe má nói nè. Con lớn rồi, hãy lo kiếm công ăn việc làm cho đàng hoàng cho má đi. Đừng có mê game nữa, nha con. Con bỏ liền không được, thì con bỏ từ từ. Để sau này, con có công ăn việc làm đàng hoàng, con lo cho vợ nè, cho con nè, rồi còn cho má nữa. Má có một mình con thôi, nữa con có bề gì, má làm sao sống nổi, nha con. Dạ, má yên tâm đi, con sẽ cố gắng bỏ game, sau đó kiếm công ăn việc làm á cho ổn định. Má đừng có lo nữa. Anh có thằng bạn là bên dược, nó có cho anh vài loại thuốc bổ. Thuốc này á tốt cho thần kinh lắm. Em về cho thằng Bảo uống rồi khuyên nó đi khám nha. Em cảm ơn anh Nhân nhiều nha. Em đừng cẩn thận nha. Nè, nó gian thu gian phụ. Hôm nay á, anh cho tay trời hành đạo. Bảo, điên nữa hả? Bảo. Anh Bảo, anh làm cái gì vậy hả? Ê, không có đâu.
ăn thua. Chính bản thân của Bảo phải ý thức giữa việc giải trí và làm việc, và phải có một thời khóa biểu rõ ràng trong cuộc sống. Vì dù gì, một người đàn ông như Bảo vẫn là trụ cột cho gia đình. Tôi xin lỗi ông, thời gian vừa qua tôi mê chơi game quá mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông á. Cũng may á, vợ tôi á chở tôi đi khám á, bác sĩ cho tôi thuốc á, tôi uống xong á tôi thấy tinh thần tôi thoải mái hơn á. Tôi hứa với ông á, từ nay á tôi không chơi game nữa, tập trung làm việc. Thôi được rồi, nếu mà ông ý thức được cái việc chơi game là có hại á, tôi khuyên ông bỏ hẳn luôn, không có chơi game nữa. Dù sao bây giờ ông có Linh kế bên, vợ ông thương ông dữ lắm đó. Ráng đi bỏ game, mai mốt có con nữa. Ngày mai á đi làm việc bình thường lại đi. Được vậy á, tôi cảm ơn ông. Em cảm ơn anh Nhân nhiều nha. Phát triển, giới trẻ đang bị hệ lụy rất nhiều vào một thế giới ảo. Chính vì thế dễ bị những căn bệnh về thần kinh và gây ra những ảo giác. Không ít vụ án đau lòng do bắt chước game mà xảy ra. Đa phần, thủ phạm còn rất trẻ tuổi. Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh nên kiểm soát tốt hơn về các ứng dụng được cài đặt trên những phương tiện di động của mình, để chính con em chúng ta không hệ lụy và lún sâu tiềm thức vào một thế giới không có thật.